Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cửa hàng cũng như là nơi giao dịch những sản phẩm macca của gia đình anh Cường. Và hạt macca sau khi được thu hoạch, hơi sấy và sẽ được đóng gói ra những thành phẩm như thế này ạ. Vâng, thưa anh Cường, là mỗi một năm thì gia đình mình sẽ thu hoạch cũng như là xuất bán ra thị trường bao nhiêu hạt macca như thế này ạ? Để tiêu thụ ra thị trường thì trung bình một năm đối với cái hạt macca sấy nứt tách vỏ như thế này thì được khoảng 30 tấn hạt. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về thị trường tiêu thụ hạt macca thời điểm hiện tại cũng như là trong thời gian dài? Vâng. Thị trường tiêu thụ hạt macca trong thời gian này thì chủ yếu vẫn là trong tỉnh và các nơi có nhu cầu ở các tỉnh khác, và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là cái thị trường sẽ ngày càng được mở rộng, tiêu thụ trong toàn quốc và sẽ hướng tới xuất khẩu. Vâng, được biết là anh công tác trong cơ quan nhà nước, vậy thì anh làm thế nào để có thể vừa đảm bảo thực hiện tốt công việc của mình cũng như là công việc kinh doanh hiện tại ạ? Vâng, tổ chức phân công thì luôn luôn có ý thức trách nhiệm để làm sao đạt được cái mục đích yêu cầu của công việc và mang lại cái hiệu quả cao nhất. Thế ngoài ra thì những cái thời gian nghỉ thứ bảy chủ nhật hoặc là những cái thời gian ngoài giờ hành chính thì tôi có thể là cùng với anh em công ty rồi anh em trong gia đình họ hàng trao đổi thảo luận rồi làm thêm những cái bước nào mà thấy nó hợp lý hơn, hướng đi nó phát triển tốt hơn. Thì quan trọng là được cái sự đồng lòng và được sự động viên của vợ con và gia đình họ hàng cùng nhau đoàn kết để thực hiện thì sẽ có được cái bước thành công thôi. Vâng. Quả macca nhiều chất dinh dưỡng. Theo khoa học thì trong hạt macca được đánh giá cao so với các loại hạt nhờ vào giá trị dinh dưỡng nổi trội của nó. Ngoài lượng rất nhỏ axit béo bão hòa và không chứa cholesterol, với hàng chục chất dinh dưỡng khác nhau giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện hội chứng chuyển hóa và tiểu đường, bảo vệ sức khỏe não bộ và phòng ngừa bệnh ung thư. Chính vì vậy, được thị trường trong nước và nước ngoài ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay, diện tích trồng trên địa bàn toàn tỉnh mới có khoảng 400 ha, tập trung ở một số huyện như Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, Cao Lộc. Sản lượng hàng năm chỉ khoảng trên 50 tấn hạt, đáp ứng phần nhỏ nhu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Như hiện nay thì đã có rất nhiều người nông dân đã có những tư duy đổi mới, họ đã trồng những cây ăn quả cũng như cây lâm nghiệp để tăng giá trị kinh tế cho gia đình mình. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là cũng băn khoăn và lưỡng lự là không biết nên trồng cây gì trên chính mảnh đất của mình. Là một người đã trồng và đã được hưởng lợi từ cây macca này thì anh có những lời khuyên cũng như những chia sẻ gì đối với những người nông dân không ạ? Vì cây macca này theo như Thủ tướng nói bây giờ ấy, là cây quốc kế dân sinh ấy. Cây này giá trị cao lắm. Những hiểu biết của tôi nghiên cứu về cây này thì tôi đã thấy giá trị của nó cao rồi. Thế vừa rồi thì Đảng, Chính phủ, Nhà nước rồi tỉnh ta cũng đã có những cái khuyến khích để bà con có thể phát triển trồng cây macca này trên cái những cái diện tích đất mà bây giờ hiện tại còn chưa có canh tác hiệu quả, hoặc là những cái diện tích đất chúng ta có thể trồng sen vào để nó tăng cái hiệu quả hơn. Vậy làm thế nào để anh có được sự hiểu biết nhiều về cây macca như vậy ạ? Thực ra thì cái gì cũng phải học thôi, đều phải nghiên cứu, tìm tòi. Tôi cũng tình cờ thì tiếp xúc với chuyên gia của Úc và có được tiếp cận những cái hạt macca họ mang sang ăn, rồi tiếp cận những cái thông tin về cây macca ở vùng trồng của họ từ những cái năm còn là sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp. Sau đó thì tôi tiếp tục tôi nghiên cứu tìm tòi tất cả những cái tài liệu liên quan, kể cả tài liệu của Úc, rồi các cái tài liệu của các giáo sư đầu ngành ở Việt Nam như giáo sư Hoàng Hòe, rồi chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, và trực tiếp tôi có đi thăm các cái vườn trồng, các cái cơ sở chế biến ở toàn quốc đấy. Sau đó thì về cũng vừa thực hiện thực tế, vừa tiếp tục rút kinh nghiệm trong cái quá trình thực hiện, là với cái thời gian đến nay cũng là khoảng gần 7 năm rồi. Dạ vâng. Như nãy là anh có vừa nói là mình có một vườn ươm cây macca, cây giống đúng không ạ? Vâng. Vậy thì anh có thể dẫn em đến thăm vườn ươm của mình được không ạ? Vâng. Dạ.